Full auto luôn. Sấy. Hi, xin chào anh em, tôi là Sói Tuyết đây. Và hôm nay tôi lại mở hộp nhanh, review nhanh cho anh em cây AK của AK BMC của Huy. Thì trước mình đã có một clip review rồi, hôm nay lại review nhanh cho anh em thôi. Cái BMC thì nổi tiếng bởi vì là tập đoàn lính đánh thuê Wackler hay sử dụng cây này. Hơn một năm trước thì mình cũng đã review rồi, và hôm nay review lại cho anh em. Rồi nó như thế này đây. Giờ kiếm một cái kéo để mở. Cái cách đóng gói của Huy đúng là nhìn nó hơi buồn, nó không có lớp nót lớp tiếp gì cả, nó chỉ là những bịt cắt tông dùng dây nó buộc lại. Ông Huy thì ông ấy tối ưu chi phí bằng cách thì giảm mọi thứ. Cái hay của Huy đó chính là hãng độ Ratex, họ đã độ rất nhiều đồ, làm rất nhiều đồ độ cho Huy. Thế là anh em muốn cây Huy cũng ngon hơn thì cứ chơi đi, mua về chơi hỏng rồi mua đồ độ đắp vào cũng ok. Mấy người xác định với nhau là những cái đồ cơ khí này chơi nó phải hỏng thôi, không sớm thì muộn. Dù nó cao cấp hay thứ cấp thì bình dân cũng vậy. Đấy. Cái này thì anh em đã phân tích bởi vì nó có thiết kế khá là đẹp, hiện đại. Đấy, đây. Có cái lòng vát của AKM. Đấy, nguyên cái phần này thì giống của AKM này, không nói làm gì này. Phần trên họ thêm cái ray để nắp thêm phụ kiện. Thường thì anh em nắp thêm cái red dot ở đây. Red dot nó nhỏ chỗ này. À, hợp lý, ở dưới có thể chỗ này nắp thêm cái đèn pin. Đèn pin nắp ở đây. Đó. Mà đây là có một cái tay cầm grip nữa. Cái này hay ở chỗ là đây. Cái phần băng đạn lại có cái như kiểu cái này. Mình chả biết gọi là cái gì đó, nhưng mà khi mà đưa băng đạn vào thì sẽ để kề như này và đút vào nhanh hơn bình thường. Đôi lúc trong chiến đấu thì mọi thứ nó hơn nhau một tí thôi là đã có thân lợi thế rồi. Ở đây thì lại có thêm cái ngàm để đắp thêm các phụ kiện. Và đặc biệt thì là cái stock hệ NATO hệ của dòng 4. Cái này thì tất nhiên là có người thích có người không. Cơ bản là nó về tổng thể thì nó sẽ đi cây súng rất là hợp. Một cây súng mà giống kiểu là lai giữa xã hội chủ nghĩa và phương tiện cái gì nhỉ? Trước hay mình hay dùng cái từ gì nhỉ? Xã hội chủ nghĩa mà đi theo cơ chế thị trường nhỉ? Đúng kiểu vậy. Đấy. Cái gì nó học tập được từ phương Tây hay thì đưa một cái súng thôi. Đưa vào đây. Gặp lại. Đấy. Tất nhiên là mác nó rất là chắc rồi. Mác dòng GAB mà không chắc thì làm sao được. Đấy. Về tổng thể thì mình thấy nước sơn của Huy làm lô này cũng khá là ổn. Được. Chứ không quá xuất sắc nhưng mà cũng gọi là ổn. Nhưng mà đơn giản nó màu đen và nó chả có marking, mấy cái mình thích thì anh em lại sơn lại thôi, sơn marking bình thường. Rồi. Sơ mi, full auto sơ mi. Cái chọn chế độ bắn á, chọn chế độ bắn này nó cũng đã khá là ngon này. Đấy, đây. Nó có hai chỗ ở trên đây hoặc là dưới đây. Các bạn kéo đạn lên gần như là sâu. Hành trình khá sâu luôn, tận đây luôn. Đó. Mình cầm cái này mình thấy rất là gọn. Nhìn vậy thôi, nhưng mà cách cầm của nó khá là gọn gọn, không
không có cảm giác như cồng cành như của AKM đâu. Đấy. Mình rất bất ngờ vì cái lô này mình thấy khá là ngon, từ cái mác đẹp, body đẹp, nước sơn đẹp. Rồi ok, giờ đến cái phần loại check kim loại. Flat rider kim loại này. Cái đầu ruồi thì không phải kim loại, outer cũng không phải kim loại. Không phải kim loại. Chỉ có cái que thông lòng này kim loại thôi. Đây cái ống nhôm. Nhưng ống nhôm này trước mình test rồi, khá là chắc, khá là ngon. Body kim loại, body thép. Body thép. Upper thép. Body thép là đáng tiền rồi. Mark thép. Đây. Cò thì hình như là nhôm hoặc là gai. Nó không tính lắm đâu. Cái cò này. Nhưng mà ít khi bị gãy cò, nó vỡ búa đấy. Chứ không bao giờ thấy gãy cò này. Bắn mà gãy được bóp cò, mà gãy cò đấy thì quá ghê. Tút thì bằng nhôm. Cái hay ở con này đó chính là cái việc cái stock lato này kéo ra kéo vào rất là hợp với từng body người một. Đó. Mình nghĩ kéo hết cỡ thì dài quá nhỉ. 1, 2, 3, 4, 5, phải 1 mét. Rồi, nếu anh em mà muốn xem clip mình review chi tiết thì xem lại cái clip clip của mình đã up ở trên kênh YouTube rồi. Anh em cứ lên mạng search AKBMC sói tuyết sẽ ra thôi. Hôm nay thì mình vừa review nhanh để cho anh em nào chưa biết về dòng này thì xem lại. Bây giờ thì đến tiếp mục bắn test cho anh em xem. Rồi, ôi xời. Cái này nạp ga nó ở dưới này. Mình thích nó ở trên này cơ. Thôi không sao. Phá trình em đây nào. Phá zin. Thường cây súng mới này thì phải nạp ga 2 lần để cho nó thông. Rồi nào. Ui giời. Năm ngoái như là mình review cây mà như PMC nhập ở thị trường Nhật. Còn đây thì mình nhập ở thị trường Thái, hơi khác một chút. Thực ra thì nhập ở Thái nhưng mà Thái lại nhập ở bên Đài Loan. Nhưng mà tiêu chuẩn của bên Thái nó rất giống bên Đài Loan. Đấy. Còn Nhật thì lại khác nha. Nhật thì FPS nó sẽ tính toán và giảm xuống. Tại vì quy định của bên Nhật nó lại khác. Đấy. Rồi, ok. Lên đạn. Úi xài ơi. Ta là lính Wackler đây. Lính Wackler đây. Đó. 340 FPS. 376 FPS. Rồi, ok, đo tiếp. 390 FPS. 370. Nói chung mình nghĩ nó sẽ xem rơi vào tầm 390 đến 400. Tại vì bây giờ đây là súng mới và cái ga mình nạp ấy nó vẫn chưa ổn định. Thế nên là nó sẽ lên xuống FPS khá là nhiều. Nói chung là dòng GB chúng ta chỉ tham khảo qua FPS thôi. Chứ nó không phải là đều tăm tắp như dòng AEG. Rồi bây giờ full auto. Lên full auto. Gì đâu, gạt đấy cũng được, mà gạt ở trên đấy cũng được. Rồi, bắn. Cái mà
ga nạp mà ít thì nó sẽ bắn nó cái kiểu như vậy đấy. Lần đầu hay thế lắm. Rồi, ok. Giờ lần 2 nạp ga. Bắn nó khác được. Nhồi một lần pha đầy luôn. Rồi, tiếp làm quay cho nó phê. Cũng dòng AK, mình chơi AK khá là lâu rồi, nhưng việc nhét mác vào nó vẫn là cái gì đó không được nhanh. Rồi, nhất là những cái mác của dòng GBB này. Rồi, lên đạn. Full auto luôn. Sấy. Đây, chúng ta phải gạt này để khi bắn hết đạn nó sẽ không bắn được nữa. Rồi, đây nha. Hết đạn. Đó, nó như vậy. Bắn hết đạn nó sẽ không lên ấy được nữa. Còn nếu chúng ta mà không gạt đấy, đây, gạt xuống dưới này thì hết đạn nó vẫn bắn tiếp. Đây, anh em nhớ nhá, đạt lên đạt xuống. Đấy. Nó không có đạn đâu nhưng vẫn bắn được. Đấy. Đây, cái mác này. Gạt xuống dưới này, khi hết đạn vẫn bắn được. Còn gạt lên trên. Gạt lên trên như này. Thì khi hết đạn nó sẽ không bắn được nữa. Đấy, rất hay. Anh em lưu ý để chơi dòng AK. Rồi, vậy là mình đã vừa báo và test review nhanh cho cái anh em cái AKB1C của Huy. Đấy, một cây thiết kế khá là hiện đại. Anh em mà muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xem lại các cái bài review chi tiết của mình. Hôm nay mình chỉ review nhanh vậy thôi. Cảm ơn anh em đã xem clip. Chào anh em.